Xin kính chào quý vị và bà con. Đây là chiếc máy Isaki Nan Mini 30. Đây là một dòng máy rất là cơ động để làm trong vườn cây ăn quả, rau màu. Con máy này còn rất là đẹp, dao rất là mới, nguyên bản. Đây là lấy an toàn khi bà con kéo cần xuống như thế này. Đây là cho chế độ hoạt động của dao sới, thì khi nếu gặp trở ngại thì bà con ngoài kéo cái này lùi lại ra thì bà con có thể đẩy tay vào đây. Đấy, là sẽ bật lên công tắc hoặc tắt mở đây. Máy có hai số tiến và một số lùi. Và có thể xoay chéo càng được. Đây là những nút ốc để chúng ta có thể dí xuống này, ta xoay chéo càng. Máy hàng của Nhật nội địa OHV. Bây giờ Hà Quỳnh Ngon sẽ nổ máy lên cho quý vị xem tiếng máy. Máy rất là dễ nổ, chỉ giật nhẹ cái là nổ luôn. Bà con ai có nhu cầu sẽ liên hệ với Hà Bình Ngon qua số máy 0968129996 hoặc đến tại nhà, địa chỉ thôn 7, xã Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội. Công việc Hà Bình Ngon rất là vội nên không thể lúc nào cũng có thể cầm máy điện thoại để nghe được. Thì bà con có thể để lại tin nhắn với nội dung ví dụ như mua máy Isaki Nan Mini 30 hoặc liên hệ trên Facebook và Zalo cho Hà Bình Ngon.